Mượn của cái clip này của Vi ạ. Của ai ở bên đi sao đưa cái này lên để cho những người chống cộng hải ngoại nhìn thấy này. Chúng nó đang về thiên đứng nó cãi nhau loạn trình hồ lên. Chống cộng đây, tiền chống cộng của hải ngoại. Chào bạn nha, chào Gia Cát Thiên Sơn, chào tất cả mọi người. Những ai nhìn thấy clip này nha, chắc là nhiều người cũng xem rồi. Nhưng mà như xà mượn cái clip này để cho bọn hải ngoại nó nghe. Bọn chống cộng ở hải ngoại. Bọn chống cộng ấy. Thì sau khi cái chuyện mà tại vì đây là bằng chứng, đây là một cái bằng chứng cho chúng nó nhìn thấy. Cái hàng chống cầu to này là hải ngoại gửi tiền về để cho chúng nó đấu tranh. Chia sẻ đi, các anh nào chống cộng thì cứ chia sẻ cái này mà xem. Thì nó thề thốt là nó không nhận đồng tiền của ai hết. Nhưng mà trước đó anh đã biết là nó. Các anh nè, đó em chào anh Bình Dương. Là xin tiền. Lúc đó là anh không biết Phương Vi. Chào anh Trần Hải, chào Phương Vi. Thì anh mới hỏi Phương Vi. Chào tất cả mọi người. Thì chia sẻ nói đó là em quá. Đây, cái nhau loạn xì ngầu lên. Gửi cái đoạn clip đó qua cho em. Cho cái này. Cho thấy hết đó, ai sao sao. Mày sẽ gặp quả báo thôi, con khốn nạn đi. Ok, chào bạn nhé. Mình có người đồng hành gửi cái like đấy. Quang Trường nhé. Chào chị Lisa Phú. Thì hôm nay mượn diễn đàn của người. Chào tất cả các anh chị em nhé. Nói thẳng luôn. Chứ cái thằng cô không nè. Mày với cái cô Yên Thùy á. Đấy. Tao nói tụi mày, cái số tụi mày còn lớn nha. Ngày hôm nay tao có mặt tụi mày, tao cũng nói nữa là cái số tụi mày còn lớn. Lúc trước cái mồm của tụi mày là tao đã biết từ lâu rồi. Cái này nó đó chửi, cái đoạn này nó chửi mới rõ. Chứ đúng rồi, bà nói với tôi. Đây, cờ vàng đây, cờ vàng. Con tao, cờ vàng, cờ vàng. Nam tinh một nam biết chặn lại không cho nhận. Đấy, vậy là mày cờ vàng đây. Đó. Vậy chứ bà không phải ở bên Thái gửi với bà ở đâu mà gửi vậy? Bây giờ hỏi bà, cho tao biết. Đấy, cờ vàng đây.
hỏi bà là con bà biết thầy bây giờ nghĩ chửi em kêu bà được bà đàng hoàng à. Tôi hỏi bà mà nếu mà con bé này vừa rồi về quê có cái gì là Quốc Dũng chơi mà lại là Quốc Dũng là ai? Bà có cảm giác sao cho tâm chửi chị không bà? Đấy, sung sướng chưa? Đây là thầy Hoàng hay chửi nhau? Chị hay là đủ bà nội chị luôn, tôi thấy bà không nặng không? Chị hỏi lại bà thôi, hỏi lại bà trả lời được không? Thầy đó rượu sang. Tao mượn cái gì tao cúng vậy? Đụng má chứ không phải mượn tên của tao đi nhận tiền. Đi tao nhận tiền giùm mà kêu cúng vậy. Bây giờ chị đang tâm trạng tốt. Bây giờ chị mời bà lên coi bà nói cái gì. Bà mà nói không đang quăng thì tao xuống. Nếu sao cực lên là chị thấy tâm trạng nó vui liền. Thôi nó nữa hả? Là sao? Không hiểu nhá. Trước khi lên nha Trần Hải, cho lên. Nãy giờ lên là nói sự thật. À, nói sao cũng y chang vậy chào nha. Tất cả nhà nha. Nói thêm nữa bữa là coi chừng trời đánh đấy sức khỏe bây giờ nha. Chúng nó vậy nha. Chia nhau không đều rồi chửi nhau. À, cũng nói lên nãy ha. Chị thấy cân là chị vui rồi. Nãy giờ nó bực bực tăng cân bực lắm. Để tôi mời bà nè. Ờ, có anh đó gọi là like để cho Hằng Vy. Hằng Vy chưa không dám nói tên ra. Chắc kết bạn tụi nè, nó like like bạn bè chung thôi chứ nó không có like công khai đâu. Bị con nằm rồi nằm vùng xong mà gửi. Không quan trọng đâu, đi có mở diện đảng. Con nếu thật sự là Phương Vi là nạn nhân thì Phương Vi phải là mở diện đảng để phanh phui về cái diện 300 Canada này. 300 Canada phanh phui. Cho nên vấn đề tin là một, tiền là hai. Thì của ai là để biết. Chào chị Lê Sở Vũ, chào cả nhà, chào Yến An. Bởi vì em đã trực tiếp xâm hại đến cái quyền riêng tư của chị. Chị với anh Hùng. Chị với anh Hùng. Và vừa Phương Vi với anh Hùng là một vấn đề khác. Em nói là chị đã làm tốt để cho chồng chị là coi như là gì đó. Là coi như là gì đó. Để mà ngầm miệng em tiền. Nghe thêm cái đoạn, có một cái đoạn nó chửi nhau dã man luôn. Đây đúng rồi. Cái bụng nó béo ơi là cái mặt ra liền. Chứ đéo có sầu lột. Đây ba que chửi nhau. Đúng á, tôi phải nói, tôi hỏi cho bà bằng ra lẽ mà tôi nói luôn á. Cái thứ nhất bà nói tôi chỉ điểm bà. Chỉ có một cái câu comment của chồng tôi thôi. Bà ung dung tự tại và tự do bên Thái mà bà quay ngược và bà đánh anh em trong tù. Đó, bà giận bà nói với chồng tôi nói bà bên Thái là bà nói chồng tôi chỉ điểm. Thấy không? Rồi bà quay ngược lại bà nói à. Bà gửi tiền về cho con bà ở Việt Nam. An ninh Việt Nam biết chặn lại không cho con bà nhận. Là tụi mày bức tử ta. Con Uyên, con Uyên thì giờ trốn chơi, trốn ngủi như chó hả mẹ? Bọn cây lông chửi nhau á hả? Nghe một tí á, cho nó vui, hài kịch. Hài kịch chống cộng. Vợ chồng mày bên Thái á, đúng không? Đợi, đợi có kẻ tị nạn xong rồi mới dám lên live stream chửi. Ờ. Nó đụng má nó nghe nè. Ờ. Đây, chống cộng á. Má có cái bồ hộ mệnh bà đúng không? Cái thẻ tự nạn là bồ hộ mệnh. Đủ má có chửi lên bị bắt cũng đéo có sợ. Đéo bị chung sức về Việt Nam. Cái đéo có thằng lồn nào cũng đỉ nào mà ngôn đủ. Má chưa có con cặc gì hết mà lên chửi. Chung sức mà em không về. Đúng không? Đéo có ai ngôn kiểu đó hết trơn á. Công nhận không các anh chị? Đúng không? Đủ má còn lên nói vợ chồng tao á. Đấu với cộng sản là đấu bằng cái mồm. Đủ má gì chứ bà đang đấu bằng cái gì? Ôi, có ba que nhảy vào đây không? Có ba que ơi. Bà nói không cái gì? Đấy, cho mọi người xem một tí để cho... Bà đấu đúng, bà nói đúng, người ta nể bà. Đúng không? Người ta tôn bà lên bằng thờ rồi luôn kìa.
các bạn ơi, cho gọi ba que vào đây. Bọn chống cộng hải ngoại nó nói. Hải ngoại nó nói từ đó. Tự do dân chủ vậy, hỏi bọn cướp bóc phá hoại đất nước cũng để cho tự do làm sao, đúng rồi. Bọn này nó bị khùng, nó bị điên hết rồi. Ờ, nữ tướng. Còn người ta biết, người ta đéo hơn, người ta chửi bằng con đĩ. Cũng giống như tôi cũng vậy á. Đúng á, người ta thích tôi giữa cộng sản thì người ta kêu tôi bằng trong tâm. Đúng không? Còn không, người ta thích tôi thì kêu tôi nữ tướng. Mà tôi sợ cái hai từ nữ tướng lắm mấy má. Đéo dám cóp. Đéo dám cóp, cái này là cóp gì ta? Kêu là cóp không, đừng kêu sóng ngôi, kêu là cóp cóp voi. Cóp voi của hai bà chân á. Đéo dám dựng hai từ nữ tướng. Em xin đa tạ thanh chị. Ai mà kêu em không, em kêu là nữ tướng không. Em đéo có bằng, không bằng, mà dám kêu bằng, em không có dám mà xin làm cái thì đúng rồi, thế thì nó mới đi hai mẹ chân chắc chân nhị á. Đấy. Tao tâm thần đúng quá, tao hãnh diện, tao tâm thần cho nên tao mới đấu cộng sản nha. Nói cho nghe luôn à. Tâm thần mới đấu mới cộng sản. Chứ mình đéo đấu giùm cho ai hết. Chào mình đéo có ai đóng giùm cho mình nữa hả? Mình lên tiếng nói, mình mạnh dạn, người ta ủng hộ mình, ta thương mình đó mấy má. Đủ má chứ đừng có nói mình lên đây rồi này kia nọ. Anh vừa phải thôi. Ôi trời ơi. Đúng. Bà què đó. Đủ má đéo đúng mình đi sao? Còn nữa không? Cảm ơn Nali cho chị lên với lại ông chào bà con nha. Cũng tắt đèn ngủ rồi nhưng mà theo dõi cái diễn đàn. Trước tiên á là tôi nói với Mụn thì một cái điều như thế này. Livestream tôi á là đã nói lên một phần về con người của Mụn. Tôi lấy những cái standard, những cái bài viết của Mụn và tôi phân tích con người Mụn thôi. Thôi cho nó đi đi, nói mệt quá, nâu quá. Chị hai còn vô khống em nói là muốn ám hại anh Hồ Hồ đó chị hai, nói ví dụ đó. Em đang như vậy rồi kêu lên đó. Mụn chỉ làm trò cười cho cộng đồng mạng này thôi. Lên tiếng, dạ chúng nó không dám lên tiếng. Kêu người ta là xe mặt ra rồi SOS kêu cứu. Là Nali nó ham thần quá. Mụn á, khùng cũng khùng vừa vừa. Đang trò cười cho người ta. Nghĩ sao với một người như Nali Hoa mà nó làm sao? Nó nghĩ tới cái chuyện mà nó hại thế vợ chồng bà. Nóng à? Vợ chồng bà nói gì á, không hiểu nói nào. Nó nói là xử là cái nghĩa là nó mở diễn đàn mà nó cho mọi người lên quốc hai chồng mụ đó. Ông Hồ Hồn nè, viết tin nhắn cho tôi nè, con nè. Ông á, là xin tôi, ha? Gần như là ông xin tôi là đừng có, giống như là đừng có chửi nữa. Rồi ông nói là anh Thùy là có triệu chứng của một người tâm thần. Thì tôi có hứa với ông á là ok, thì tôi sẽ êm về ông. Nhưng mà tôi thấy vợ ông á là lâu lâu cũng chọc, lâu lâu cũng cắn. Đăng những cái standard á, bọn tôi khùng nó tôi không hiểu. Ví dụ như là bà Đăng mới nói là bây giờ ở cộng đồng mạng nè, cần những mở diễn đàn đấu đá hay là diễn đàn đấu tranh để cho một biết á, một phục vụ. Ủa, một phục vụ để cộng đồng nuôi mụ hả? Mụ dùng cái từ phục vụ, sao mụ ngu xuẩn quá vậy? Hả? Tông võ mụ phục vụ đấu đá hay là đấu tranh? Để mặc rồi, nghe chút, mình chia sẻ rồi. Mụ làm có nghĩa là người ta đồng ý là người ta cho tiền mụ ăn và mụ sữa đúng không? Còn nói xin lỗi mụ nha. Nghe chung nó nói. Đấu đá nhau mặt nào là đáng nha. Con Sophia, cộng đồng mạng cũng ghét mà. Cái mặt mụ cộng đồng mạng cũng ghét mà. Tôi đá ai á, tôi đấu ai là đúng người đó. Tôi chả bao giờ tôi vô khống. Mụ á, nhận sự giúp đỡ của anh em á, ở trong Sài Gòn. Rồi sau đó, mụ chửi người ta là một lũ khốn nạn. Ha? Phương Trần nè, Văn Cương nè, Bản Lĩnh nè, những người mà tôi nhìn thấy trước mắt, và thậm chí chị Mai Bùi nè, Ngọc Lan Cần Thơ nè, tất cả những người ở trong Nam đều là những người giúp mụ. Mụ có cái quần què gì á đó, mụ vô đây mụ chỉ có nhờ anh em đó, giúp đỡ mụ thôi. Chứ tôi á, bản thân tôi cũng chưa uống được của mụ chai nước nha. Tôi nói cho mụ biết vậy đó. Mụ nghĩ rằng mụ đấu tranh là tụi này phải có bổn phận lo cho mụ hả? Xưa rồi Diễm, mụ có đấu tranh là mụ đấu cho bản thân mụ, cũng như tôi cũng đấu cho bản thân tôi. Đừng có đem cái dân tộc này ra mà dựa hơi, nó nhục lắm. Còn á, mụ nói á, toàn là đấu đá không à, không có đấu tranh. Vậy thì mụ về nước mụ đấu tranh.
về nước mụ làm đi. Còn tôi thích đấu đá, tôi là tôi cảm hứng đấu với mụ lắm, thích lắm. Mụ cứ mở diễn đàn lên đi, mụ lôi đi, mụ lôi anh em, anh chị em ra, mụ đọc tên, mụ chửi đi, mụ biết cái cảnh liền nè. Cái cảnh này là cái cảnh gì hiểu không? Rồi nói đây rồi nó nói. Các bạn không muốn nghe nữa không? Cái cảnh này tao mở diễn đàn, tao mở cũng sắp hết rồi. Còn tôi nói lại rồi tôi nói lại thêm một lần nữa nha. Mụ Trâm Châu Tâm nói sao không cảm ơn. Còn đối với tôi, em nhìn em là biết rồi, là thấy rồi. Đấy em này nhá, cho mọi người nhìn rõ ràng em này nhá. Bye bye đi em chị, em đi ăn gì, đói bụng rồi. Ok. Alo, chào cả nhà. Đấy, nên sẽ đưa tất cả những gì của bọn cái gì chống cộng ở trong nước cho những người ở hải ngoại mượn cái clip của Hà Vi để đưa lên để cho tất cả mọi người nhìn thấy cái bọn nó đang chia tiền không đều thôi, nó đang cắn cấu nhau. Đó. Để cho những cái người hải ngoại hiểu được tiền mình quyên góp nó đi về đâu. Đó. Và những cái người đấu tranh ở trong Việt Nam á, nó vì cái gì? Đó. Nó cãi nhau tí mệt lên. Xong rồi nó tranh nhau rồi nó chửi nhau, chửi dã man luôn. Đây là cái clip này nó rất là dài cho nên 3 tiếng đồng hồ. Chào cả nhà nhá. Chị để nghe đi, bọn nó cắn nhau vui. Nhưng mà cũng còn một tí thôi, chị tóm tắt rồi. Mới này chị cũng share lên ở trong cái trang của chị đó. Thì mọi người vào anh nghe để nói chung là người ở Việt Nam ấy, thì hầu như ai cũng hiểu, ai cũng biết rằng chúng nó đi đấu đá nhau chỉ vì tiền thôi. Nhưng mà những cái người chống cộng ở bên này cứ gân cổ lên, nói là không phải, là người hải ngoại không có gửi tiền về cho bọn chúng nó. Thì bây giờ Nisa mượn cái clip này để đưa lên, để đây là một cái bằng chứng để cho mọi người nhìn thấy. Và những cái ai còn gân cổ lên cãi không phải là vì tiền ấy, chúng nó đấu tranh không phải vì tiền ấy, thì hãy lấy cái bông đấy ngoáy cho nó sạch cái lỗ tai đi, xong rồi nghe và nhìn cho nó kỹ, hiểu chưa? Còn muốn thêm bằng chứng nữa thì cứ hỏi Lisa, Lisa sẽ cho nữa. Và các bạn nào có thêm bằng chứng cứ send cho Lisa nhé. Đấy, cái lũ điên, lũ khùng ấy, nó chỉ có suốt ngày nó vì tiền thôi. Chứ à, người ta có công ăn việc làm, ai người ta hơi đâu, người ta đi, người ta làm những cái chuyện rồi bu đấy. Cho nên mấy cái ông bà chống cộng ở bên này bị chúng nó lừa hết rồi, hiểu chưa? Chúng nó quyên góp được 1.000 á thì có khi nó cho được 200 ở Việt Nam, còn đâu chúng nó rút mẹ nó hết vào túi rồi. Nũ khốn nạn, tụi nó ở bên đó nghĩ sắp thắng rồi. Năm nào mà chả vậy, nói chúng nó nói hay. Lisa phải công nhận nó nói như đúng rồi á. Nói như là kiểu như là sắp sửa Việt Nam mà cộng sản sắp sụp đổ rồi này kia các thứ, nó nói như thật đấy. Nói như đúng rồi á. Nhưng mà nghe bực hết cả người. Tụi này là tù nhân nương tháng. Đúng rồi, tù nhân nương hải ngoại. chứ tù cái gì chúng nó. Tù nhân nương hải ngoại. Mấy cái thằng chống cộng ba que sỏ lá, nó chuyên môn nó đi nó quyên góp xong bắt đầu nó gửi về cho nó giỏ như là giỏ như là cà phê phin á, xong rồi á còn đâu nó working cái con này working no, tao đang nói chuyện mày cứ ẻng xem bầy chống cộng cực đoan nói chuyện với nhau thì chúng toàn là một bọn đĩ điếm, chúng chỉ có thể dùng mồm chim và bướm để giao chiến với cộng sản thôi. Hài đáo để bọn chúng cắn nhau lại, bọn chúng cắn nhau lại có cả chó sủa phụ họa nữa, vui thế.
đấu. Rocky ơi, thằng này nó cứ có cái thoi xong rồi nó cứ đây, ra đây ngồi, ra đây ngồi, ngồi live stream nhanh nhá, lên lên lên, ừ đây, không khổ, không phải ngồi mấy tao, mày ngồi một mình mày đi, đây 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 đây, đây. Oh sorry, đây lên lên. Cái thằng này nó không để cho mình nói nữa. Ngồi im. No. Ba que nhau nhau giống con chó nhà chị đó. Ừ, chúng nó cắn nhau còn dã man hơn nữa. Ôi giời ơi. Đấy, những cái người ở hải ngoại nhìn thấy chưa? Nếu mà nghe không rõ thì đi dùng máy trợ trợ thính đấy để mà nghe đi, hay là lấy cái khăn à, cái bông ấy mà lau sạch cái lỗ tai để nghe cho nó rõ thì chúng nó cắn nhau như thế nào. Rồi mấy cái người ở bên này quyên góp ấy, xong rồi phá hoại Việt Nam á, làm những cái chuyện rồi bu. Còn bây giờ đất Mỹ ấy, cái chính phủ nó đang đóng cửa đó thì sao không ra biểu tình đi? Nó có hỏi người dân không? Chúng nó nói là đa đảng rồi á, cái gì cũng phải hỏi người dân. Thế dân có ai đồng ý cho nó chính đóng cửa chính phủ không? Hả? Cô cho cháu hỏi du học sinh Việt Nam sang đấy có bị chó cắn không ạ? À? Không. Ở bên này đấy, nên sao không biết ở bên Mỹ như thế nào, nhưng mà nói chung là bên này nó không có chống cộng ác như ở bên Mỹ đâu. Bên này hơn nữa học sinh ở sang bên này người ta no kiếm làm ăn, nó kiếm việc. Thì nói chung là nếu mà làm ở trong người Việt ấy, đôi khi ví dụ ở đây làm mười mấy đồng một giờ thì chắc những cái em du học sinh sang đây nó cho được 8-9 đồng. Mà nó rất thích mướn những cái người như vậy. Tại vì mỗi một người du học sinh là được làm 20 giờ một tuần. Đúng không? Là làm chính thức. Thế mà nó mướn, nó thuê những cái người đó, nó trả lương rẻ, nó trả tiền mặt chẳng hạn như thế, rồi nó không phải trả một cái gì nữa. Thì những cái người chủ ở đây nó rất là thích tìm những cái học sinh như thế. Hơn nữa, những cái người cho mướn nhà, cho thuê nhà đấy, họ cũng rất là thích tìm những du học sinh sang đây. Tại vì những du học sinh dù sao chăng nữa người ta cũng rất là đàng hoàng. Tại vì người ta sang đây người ta đi học, người ta kiếm thêm tiền thì người ta rất là đàng hoàng. Chứ không như những cái người ở đây, bản xứ này hoặc là có quốc tịch ở đây đấy, họ mướn nhà thì sẽ bầy nhầy, cù nhầy hơn. Các bạn hiểu không? Tại vì nó là dân ở xứ này rồi cho nên muốn làm cái gì nó cũng khó. Nhưng mà những cái người du học sinh ấy, thì người ta chủ yếu người ta sang đây người ta đi học, người ta kiếm việc làm, cho nên người ta làm cái gì người ta cũng phải đàng hoàng. Cũng có những cái trường hợp làm bậy, nhưng mà làm bậy á, làm bị những cái đứa nó ở đây, nó có quốc tịch ở đây rồi, nó lợi dụng những cái người đấy. Những cái đứa mà sang đây du học đôi khi mình cũng khó nói lắm. Nó bị lâm vào cái hoàn cảnh khó khăn chẳng hạn vậy. Thì bây giờ bố mẹ ở nhà không đủ tiền để gửi sang đây. Mỗi một năm mà mỗi một du học sinh là mấy chục ngàn, các bạn biết không? Là phải đóng cho cái trường học đó. Thì cái trường học đấy nó cũng như là làm ăn thôi. Nó nhận cái học sinh này vào nó được mấy chục ngàn thì nó lại đóng thuế cho cái chính phủ này. Đó là lý do tại sao ấy, đất Úc, Mỹ, các nơi rất thích nhận du học sinh vào đây. Tại vì nó có tiền. Chứ không phải đương nhiên mà nó nhân đạo nó cho vào đây đâu. Mỗi một năm mỗi một người là mấy chục ngàn riêng về đóng lại học phí rồi. Ba que tồn tại được như ngày hôm nay là ơn Hồ Chí Minh. Đó, chị biết cái gì? Thân cận. Bác theo bác kể lại bí mật về Hồ Chí Minh gặp Mao là biết. Nói chung là nếu như mà bây giờ này nói về Hồ Chí Minh, chúng nó cứ suốt ngày nó chửi Hồ Chí Minh, nhưng nếu không có Hồ Chí Minh cái thời gian đó thì chúng nó đâu có hiện hình, nó đâu có ở trên cái chữ cái gì Việt Nam Cộng Hòa ở trên cái thế giới này, đúng không? Vì Hồ Chí Minh đánh đuổi được Pháp rồi, đánh đuổi rồi
các loại xâm lược rồi. Cuối cùng là bắt đầu chúng cái nước, những cái nước lớn ấy, nó bắt ép mình phải chia ra làm hai. Đúng không? Mình vừa mới hòa bình xong ngày mùng 2 tháng 9, đúng không? Bây giờ làm gì có quân có lực để mà đánh chúng nó ngay, thì bắt buộc mình phải chia đất nước ra làm hai tạm thời để lấy ổn định lực lượng và vũ khí rồi các thứ. Thế mà những cái người Bắc di cư đi vào trong trong Nam đấy, có rất là nhiều người Việt Minh trà trộn vào đó để đi vào trong đó. Và những cái người ở trong Nam tập kết ra Bắc ấy, người ta đã chôn rất là nhiều vũ khí ở trong miền Nam rồi. Hiểu chưa lũ ba que? Chúng mày đừng có tưởng là Bắc Nam Tư nào hoàn toàn là những người sợ Cộng sản đâu. Phải có những cái người đấy, đấy Cộng sản người ta làm hay như thế. Rất là khâm phục những cái người đó. Chứ không như cái bọn ba que á, nó sợ với Cộng sản chưa vào tới nơi nó đã co giò nó chạy rồi. Xong sang đây nó hát cái bài hát cái gì nhỉ? Hèn với giặc ác với dân. Nó chúng nó đang vả vào mõm chúng nó chuyện gì nữa. Đúng không? Hôm nay sang nhà đứa bạn hái cái quả này, quả mận á, ngon ơi là ngon. Ngon lắm. Ăn nó ngọt ơi là ngọt. Mình cũng đang trồng. Trồng chắc phải 2 năm mới được ăn quá. Lâu lắm. Thì nói chung là đấy, các bạn thấy không? Người ta nói là chúng nó ở bên hải ngoại, chúng nó gửi tiền về cho những cái đứa mà nó chuyên môn đi chống phá Việt Nam ấy, thì ở bên này chúng nó cãi. Chúng nó bảo không phải. Đấy, thực tế bây giờ đây, 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 đây. Cái bọn chống cộng rồi á, bây giờ nó chạy sang Thái rồi là đủ các thứ rồi á, cãi nhau vung tí mẹ lên đấy. Đấy là bằng chứng đấy. Ăn Tết xong 30 tháng 4 năm lợn. Nay Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo đất nước. Rồi tớ mong nắm lũ Cộng sản tham nhũng vào tù hết, rồi Tổng thống thả hết cả đám Vương Văn Thảo và đám chống cộng của em Quân nữa. Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo đất nước. Rồi tớ mong nắm lũ Cộng sản tham nhũng vào tù hết. Rồi Tổng thống duy chữ là nói cái gì đấy? Duy chữ. Chào chị Ni Sà Vũ, mận ngon bảy ơi. Nếu không có Chủ tịch Hồ Chí Minh thì giờ Việt Nam là giống Pháp, hay gọi là thoái hóa hết rồi. Ngày xưa Việt Nam là thuộc địa của Pháp. Thuộc là gì? Thuộc là thuộc về. Địa là gì? Địa lý, địa đất, đai đó. Đúng không? Thì là thuộc về của Pháp rồi. Thì Hồ Chí Minh lấy lại, từ đuổi bọn Pháp ra, đánh cái bọn đấy là bọn dã man tàn bạo, nó xâm chiếm Việt Nam chứ gì nữa. Thế bây giờ hỏi lũ ba que, có thằng nào lũ ba que hỏi nó là đánh Pháp đúng hay là sai, chỉ cần trả lời đúng hay là sai thôi, một câu đó là đủ biết chúng nó là loại người gì rồi, đúng không? Sai, nếu là sai thì ai là người đuổi bọn giặc đó ra, bọn Pháp đó ra? Có phải là bọn Việt Nam Cộng Hòa không? Từ xưa đến nay bọn Việt Nam Cộng Hòa đánh được cái loại giặc gì? Hả? À? Nhưng mà chúng nó không có đủ bản lãnh để trả lời đâu. Chúng nó không dám trả lời đâu. Chỉ có phụ tùng mới này. Phụ tùng cơ thể chúng nó quăng thì chúng nó giỏi thôi. Ba que đó chị. Vậy à? Thằng nào là ba que? Duy chữ viết cái này mình cũng không hiểu là ba que hay là cái gì, nhưng mà nếu mà để mà giải thích cái gì cho cái gì Đào Minh Quân lãnh đạo đất nước. Đào Minh Quân nó bao nhiêu tuổi rồi biết không? Nó còn sống được mấy ngày nữa, được bao nhiêu ngày nữa? Nó 80 mấy tuổi rồi. Ok,
lính của nó toàn những thằng còn hai ba cái răng thôi nó, rồi vừa đi vừa run, nó đánh đấm cái gì, lãnh đạo cái gì, lãnh đạo gì mà ra giữa sa mạc chào cờ xong rồi đứng cúng như là đứng đái, thế mà cũng tin cái thằng đấy à? Rồi lãnh đạo đất nước, rồi tớ mong lũ cộng sản tham nhũng vào tù hết, rồi tổng thống thả cả đám. Vương Văn Thả, ồ, cộng sản tham nhũng vào tù hết. Thế thì những cái thằng mà được đi cải tạo ngày xưa đấy, là chúng nó phúc tổ 70 đời rồi, biết chưa? Hả? Nếu như ngược lại, nói ngược lại như bọn Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa mà thắng cộng sản, nó không cần phải tòa án gì hết, nó ra ngoài đường ấy, nó cầm súng nó dí vào đầu những cái người bộ đội hay là những cái người Việt Cộng ấy, nó bắn băm 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 chết hết, chứ không phải là đi tù cải tạo đâu. Rồi cuối cùng á, cả nhà biết không, đến khi mà nó được cái diện HO ở bên Mỹ đấy, thì bắt đầu có những cái người á mua, đúng không, lại muốn được cái giấy là có cái bằng chứng là mình đi tù cải tạo để nó được đi cái diện HO đó. Nếu mà không bắt chúng mày vào trong đi tù cải tạo, chúng mày đâu được đi diện HO, đúng không? Chúng mày phải cảm ơn cộng sản chứ. Mẹ này, còn sang đấy này còn thù mới hận, xong nói là ôi giời, đi tù cải tạo khổ mấy này gì kia, không khổ thì làm sao Mỹ nó cho chúng mày đi diện HO, đi diện hờ Âu, hờ không vậy, không phải hờ Âu, đi diện hờ O. Nếu mà chúng mày không được đi tù thì chúng mày đâu có cái diện hờ O để mà đi sang Mỹ, đúng không? Chúng mày phải cảm ơn cộng sản là cái thời đó là bắt chúng mày thì chúng mày mới được đi cái diện hờ O, hiểu chưa? Nũ ngu, thù mới hận cái gì? Bây giờ chúng mày bị sang Úc hay là chúng mày bị sang Mỹ hay là chúng mày được sang Mỹ? Chào Lisa Vũ nhé, chào tất cả các bạn. Đúng không? Bây giờ chúng nó được sang Mỹ chứ đâu phải chúng nó bị sang Mỹ đâu. Bây giờ chúng mày thù, chúng mày bị sang Mỹ thì chúng mày thù, đúng không? Còn nếu mà chúng mày nói chúng mày bị sang Mỹ á, thì tại sao chú suốt ngày nói ồ bên Mỹ sướng lắm rồi á, không làm có ăn rồi có trợ cấp này kia các thứ rồi á, chính phủ lo cho đủ thứ. Vậy chúng mày phải cảm ơn cộng sản mới đúng chứ. Thế là được sang Mỹ chứ không phải bị sang Mỹ. Hiểu chưa? Sướng bỏ cha ăn được còn ngồi đấy thù mới hận cái gì. Mới bắt thêm một tên ba que đó chị. Ừ. Cho nó đi thằng nào thích thì cứ đi Mỹ đi. Cho đi hết thì cái bọn rác rưởi đi cho nó sạch. Đúng không? Chúng nó tưởng là sang Mỹ sung sướng mà. Giống cái con nấm á, tưởng là sang đấy ok, có tương lai, vài năm nữa mẹ nó cũng già rồi, mẹ nó cũng ngoẻo có ngõm củ tỏi rồi, lúc đấy mới trợn mắt lên. Đúng không? Không phải đơn giản như vậy đâu. Cái con đấy nhìn đời nó còn khổ nhiều lắm, sang tự do đấy, sang đấy mà hết, đúng không? Con thì còn nhỏ, đúng không? Cái cộng đồng đấy 3721 ngày nó làm những cái trò nó tố là con này là cộng sản để nó phủi tay. Tao cho mày sang đây thế là đúng cái ý của tao rồi, tao phủi tay, tao không có cúng, tao không có trợ cấp cho mày nữa. Tại vì nó nói nó chưa có giấy tờ mà, chưa có giấy tờ chứng tỏ nó chưa được cái diện tị nạn, vẫn còn đang chờ. Hoan hô Đào Minh Quân và các tướng không lương, chính phủ mơ tưởng viễn vông. Đúng rồi. Đúng. Bây giờ những cái thằng mà đang chính phủ đã đóng cửa, thì những cái người mà như hôm nọ ai nói đồng chí Lợi Minh nói đấy, thì những cái người mà người ta ăn lương hưu ấy thì người ta vẫn có tiền, nhưng mà những cái người mà ăn trợ cấp hay ăn thất nghiệp á là đói dài mõm ra.
chị đọc tin trên cho ba quen làm sao. Hoan hô Đào Minh Quân và các tướng không nương chính phủ mơ tưởng viện vong ở. À, em nói là em phải nói rõ ràng ra nhá, em là ai không, đôi khi các bạn ở trong này hiểu lầm mình là ba que rồi chửi rồi mất lòng nhau, hiểu không? Khi mà mình bình luận á, mình là cái phe gì hay là mình muốn nói về ai, mình nói cho nó chính xác rõ ràng. Chứ đôi khi mình tiếng Việt mình mà, đôi khi mình không hiểu rồi mình lại quay ra mình chửi nhau. Con nấm độc cho nó biết thế nào là lễ độ, đúng rồi, cho nó biết thế nào là thiên đường. Thiên là giữa trời này, đường là đường á, đường á là ra làm đường á, gọi là thiên đường á. Thiên đường, thiên đàng. Người trong Nam gọi là thiên đường, đúng không? Người Bắc gọi thiên đàng. Việt Nam sợ mất cơm cho chó, chứ không thì Cộng sản đã yêu cầu dẫn độ bọn Đào Minh Quân rồi. Đúng rồi, tại vì chúng nó làm những cái đấy bây giờ, nhiều người bỏ sang bắt nó. Bắt nó về để làm cái gì? Đúng không? Thì tốn cơm, tốn gạo ra. Mình chỉ có nói người dân mình là đừng có dây vào cái bọn đấy. Nếu mà dây vào cái bọn đấy mà bị bắt á, là sẽ bị mang tội. Còn bây giờ mình sang bên kia mình bắt nó về để làm cái gì? Toàn một nũ coi như là già thì già, đi không vững nữa rồi. Đó. Còn cái con BD kia thì nó cứ ngồi, nó dùng mồm, nó mõm, nó chửi để nó lừa những cái người quyên góp thôi. Đúng không? Nhưng bắt nó để làm cái gì? Chả có cái lợi gì cho người Việt Nam cả, cho nên đâu cần bắt nó làm gì. Để mình giáo dục cái người dân của mình thôi, mình nói cho cái người dân mình hiểu thôi. Chứ còn bắt cái lũ đấy để làm gì, toán bọn rác rưởi, bọn Mỹ nó muốn tống cổ ra khỏi đi, nó đỡ tốn cơm tốn gạo nó. Thì có. Thật đó. Bây giờ ngày xưa mấy người già già đấy cứ nói là chứ ôi giời ơi, ở bên này sướng lắm, bên này cứ về Việt Nam chơi xong rồi 6 tháng được lĩnh tiền ở bên này, xong rồi về Việt Nam sống công nhận sướng. Xong mấy người ấy bảo bên này nó là nhân đạo, nhân đạo cái cục. Bây giờ nên là giải thích cho các bạn nghe, mấy người đấy cảm giác là bên này nó nhân đạo. Nhân đạo gì? Ở bên này những người già về Việt Nam sống nó còn được lời nhiều. Tại vì làm sao? Nếu mà các mẹ, các bố mà ở bên này á, tiền trợ cấp cho nhà này, tiền trợ cấp thuốc men này, tiền trợ cấp bệnh viện này, tiền giảm giá đi xe bát này, tiền giảm giá xăng, giá điện, giá đủ các thứ này, nó tốn bao nhiêu tiền cho một cái người già, đúng không? Bây giờ bà cầm mấy số tiền đấy về, bà có chết ở Việt Nam hay là bị làm sao mặc kệ bà. Cái đấy là nhân đạo hay là không nhân đạo? Nó còn lạy các ông các bà thôi, về đi tôi cho tiền về đấy mà sống. Nhân đạo. Cái này á, lấy rằng cái bọn ở bên này, cái bọn chính phủ bên này nó tính hay lắm. Nó tính gọi là không còn một cái gì để mà nói nữa. Bây giờ Lê Sảo nói đơn giản này thôi. Bây giờ ở bên này nó khuyến khích mọi người là đẻ con, đúng không? Nhưng mà không, cái bọn nó lấy vợ lấy chồng ấy, nó không muốn đẻ con, mà nó đẻ rất ít. Thì chính phủ nó bảo mày đẻ đi rồi tao cho mày mỗi người, mỗi một đứa bé sanh ra đời bao nhiêu tiền. Ok, nó khuyến khích cho đẻ. Tại sao? Tại vì người nào cũng không muốn đẻ. Đẻ ra bây giờ phải nuôi, phải tốn bao nhiêu là tiền, rất là cực khổ, này còn phải đi làm. Nhưng mà chính phủ tại sao nó khuyến khích? Tại vì cái dân số càng ngày càng đông người già, mà người trẻ thì càng ngày càng ít đi. Cho nên nó phải khuyến khích cho người ta đẻ, để cho cái lớp trẻ nó lao động. Nó ra để nó lao động, nó đóng thuế cho cái đất nước này. Các bạn hiểu không? Đó là cái sự
người ta nói là cái gì nhỉ? Nó giống là nó chồng người, đó mới là chính khác, là nó xác là nó chồng người để phục vụ cho cái đất nước này. Mỗi một đứa trẻ lớn lên là phải đi làm, phải đóng thuế. Con mình nó đi làm mười mấy tuổi nó cũng phải đóng thuế rồi. Cứ kiếm được tiền là phải đóng thuế rồi. Thế bây giờ càng ngày cái dân số nó càng già đi, mà cái giới trẻ càng ngày càng ít đi, thì ai là người thiệt? Chính phủ nó thiệt, thấy không? Đó là lý do tại sao chúng nó có vốn, chúng nó đầu tư vào chính cái con người ở cái xứ này. Quân đội của Đạo Minh Quân khi về nước sẽ tập trung tất cả tướng sĩ đang đóng quân ở Nghĩa Trang. Hãy đứng dậy lật đổ chính quyền bên Cộng sản. Về đấy tranh chỗ với mấy người chết á. Mấy cái thằng đấy về chỉ có tranh chỗ 2 mét á, 2 mét để chôn thì có. Vài bữa nữa con mẹ nấm mà huy động vốn thì xem như lại có tuồng hay để xem. Công nhận cộng sản đã thiệt. Ý nữa nữa này, đứng lên đó. Hôm nọ có một ông già nào hỏi là có quyên góp không đấy. Sao cái bọn này nó ngu mấy chục năm nó vẫn ngu nhở? Hả? Cái đó chính thức gọi là ngu đó. Thiếu hiểu biết nó khác, nhưng mà ngu á là cái gì? Là mình nhìn thấy cái sự việc ấy mình không thể nào mình làm được, mà mình vẫn cứ đâm đầu vào mình làm, thì có nghĩa là ngu, đúng không? Giống như là bây giờ mình cầm cái nửa, mình đứng cạnh cái nhà tranh mình bỏ, mà nửa nó châm vào thì nó sẽ bị cháy. Cái điều đó ai cũng hiểu, nhưng mà lại cố tình mang nửa vào chơi, vào cái đống rơm đấy, thì có nghĩa là ngu. Cái đó chính thức gọi là ngu. Giống như bọn chống cộng ấy, mấy chục năm nay rồi chúng nó biết là chúng nó không có súng, không có đạn, con nấm nó nói đúng, không có cái gì cả. Người lãnh đạo thì không ra làm sao, có một nhóm người thôi mà 5-7 ông tổng thống, nhưng mà chúng nó cứ vẫn lao đầu vào để chúng nó làm những cái chuyện đấy, thì không gọi là ngu thì gọi là gì? Đó, các bạn thấy không? Nó mấy chục năm nay rồi, nói đơn giản này thôi, ai cũng không muốn gửi về. Giống như là nhiều người có tâm sự bỏ người thân nhân của mình ở Việt Nam, người nghèo khó hay giúp về đỡ này kia các thứ, xong rồi gửi về thì chúng nó bảo là đừng gửi, gửi như thế là giúp đỡ cho cộng sản. Vậy thì cái nũ cộng đồng này có phải cộng sản, tiếp tay cho cộng sản không? Mà tại sao chúng mày cứ quyên góp để gửi về Việt Nam? Hả? Mồm thì chúng nó nói là đấu tranh là đừng cứ gửi tiền về cho cộng sản để cho cộng sản nó mạnh lên. Nhưng mà ngược lại chúng nó suốt ngày chúng nó đi ăn xin từng đồng từng hào một của người ở hải ngoại này để nó gửi về cho cái bọn chống cộng đó. Đó. Để hóa ra Ly Sà nghĩ là có khi những cái bọn ở cộng đồng đấy nó lại cũng là cộng sản gài vào. tại vì những cái người chống cộng ở Việt Nam ấy toàn những cái dân khố rách áo ôm thôi, đúng không? Bây giờ mình không có thất nghiệp thì bây giờ nó đi nó chống cộng thì cái bọn nó được tiền của cái bọn hải ngoại đấy, thì bọn hải ngoại gửi về thì thôi chính phủ đỡ phải no nhẹ gánh đi, ok gửi nhiều vào. đồng ý mấy cái bọn quyên góp ấy, gửi tiền nhiều về cho cái bọn chống cộng đấy để cho nó ra ngoài biểu tình cho đỡ đi ăn cướp ăn trộm, đúng không? Cảm ơn, mình cũng cảm ơn cái bọn quyên góp đó. Chả có giật được cộng đồng nào của cộng sản mà lại giúp cho cộng sản nuôi những cái thằng khố rách áo ôm ấy, nó chống cộng, đúng không? Nó cầm cái biểu ngữ ra ngoài đường ấy thì đâu có gì đâu. Người ta bắt là bắt ai? Bắt những cái thằng cầm đầu, những cái thằng lập lên những cái tổ chức rồi á, đánh phá
đó là người ta bắt những cái thằng đầu sỏ đấy, chứ còn ba cái con mẹ nằm lăn ra đường ăn vạ ấy, thì ai người ta thèm động vào làm gì cho nó bẩn tay ra. Chào Lê Hiếu, gọi là ăn mày chính trị chứ bọn này tranh với đấu gì toàn ảo tưởng. Bọn ở Việt Nam á, chống cộng ấy, gọi là ăn mày chính trị, còn cái bọn mà ở bên này á, gọi là đánh đĩ chính trị. Đánh đĩ để nó được tiền quyên góp của những người cộng đồng. Đó. Còn cái bọn ở Việt Nam mà chống cộng ấy, gọi là ăn mày chính trị. Bọn bên này là đánh đĩ chính trị. Nó để nó được tiền, nó quyên góp thì nó có lời, các bạn hiểu không? Bây giờ mình ví dụ một cái group, một cái nhóm nó mới quyên góp cho mấy ngàn đi chẳng hạn, thì bắt đầu nó gửi về cho Việt Nam cho mấy cái thằng chống cộng ấy, bắt đầu có thằng giơ cái cờ lên hay là đứng ra đấy hô hào cái gì nó cho được vài chục đó. Hay là nó mua mấy cái đồ đạc, nó cho một thằng nào đó ra mua nước, mua mì gói, rồi mua cái gì á, mua vài ba cái quần áo sida, xong cho phát cho người này, phát cho người kia. Xong nó quay lên, nó tính ra, cái tiền này, nó cộng vào. Thì đâu có đáng bao nhiêu đâu, nhưng mà nó còn lại nó bỏ túi. Đó là cái cách làm ăn của cái bọn chống cộng ở bên này. Chứ nó chả có yêu gì bố con thằng nào đâu. Thấy không? Những cái người bị lừa đấy là những cái người dân ở hải ngoại này. Thấy không? Bên này cái bọn Azure chống cộng, rồi cái bọn buồn bã quá không có gì làm ấy, vào đấy để tụ họp với nhau ăn uống. Thì khi mà mình ăn uống ấy, thì mình phải bỏ tiền ra. Ví dụ như nó mở một cái tiệc, tất cả mọi người mấy chục người tới thì mỗi người chi ra mấy chục đó, thì nó trả cho cái nhà hàng đó hay trả cho những người nấu đó thì nó được lợi. Đó là cái cách của chúng nó làm ăn ở bên này, các bạn hiểu không? Chứ chúng nó chống cộng chỉ được cái võ mồm thôi, chả làm được cái tích sự gì đâu. Đúng không? Chúng nó chủ yếu là tiền thôi. Chứ còn bọn này tranh với đấu cái gì, mình ghét, mình lên đây mình nói bởi vì mình ghét cái nũ đấy, cái nũ lãnh đạo cộng đồng ở bên này này, nũ chuyên môn đi kêu gọi người ta quyên góp đó. Vậy chứ vẫn có tác hại không hề nhẹ. Thì cái đấy nó hoang mang cho những cái người ở Việt Nam, rồi bồi thêm cho những cái người mà bị bất mãn với xã hội đó. Tại vì bất mãn với xã hội có nghĩa là người ta ở Việt Nam người ta không có công ăn việc làm, rồi lúc nào đôi khi người ta đứng quá cao, người ta nghĩ là người ta giỏi, tài giỏi này kia các thứ, nhưng ở trong cái đất nước này người ta không làm được cái gì. Người ta nhìn sang bên nhà hàng xóm chẳng hạn vậy, ta thấy ở cái nhà này nó như thế này, thế nào nó càng làm cho những cái người bất mãn thêm. Đó là cái cách của chúng nó. Rồi nó dùng những cái người bất mãn đó để đi làm những cái chuyện mà nó giao cho họ, rồi nó dỉ cho vài ba chục đó. Tiền lương của nước mới đào minh quân có cả tiền trinh, tiền vàng 5.000 Việt Nam đồng. Ba Đình gần Tết, người Việt vẫn tài trợ phải đốt và khấn. Nghe Sa nói về bọn điên ấy nhiều không thấy mệt à? Nói để chửi chúng nó, tại vì chúng nó nói mệt thì mình làm sao mệt bằng chúng nó. Chúng nó chống 40 mấy năm rồi, mình mới nói đây thôi. Vài năm nay thì thỉnh thoảng mình lên đây mình chửi chúng nó thôi, tại vì mình sống ở đây mình nhìn thấy nhiều cái chướng tai gai mắt. Cái đó nó ảnh hưởng rất là nhiều cho những cái bộ mặt của người Việt Nam ở hải ngoại này, và cả cho con cái mình nữa, đúng không? Tại vì khi mà đi ra ngoài đâu có ai người ta nói là mình là người Úc đâu. Nó nhìn thấy mình là nó bảo mình là người Việt Nam mà,
Nó hỏi mày từ đâu đến là tao từ Việt Nam tới. Thế là nó ảnh hưởng rồi, nó Việt Nam một cái là nó nhìn ngay vào cái cộng đồng Việt Nam. Đúng không? Cộng đồng Việt Nam làm được những cái gì? Các người Trung Quốc ở đây ấy, nói đến người Trung Quốc người ta rất là tự hào cho chính bản thân người ta. Người ta nói cái tại vì cái Trung Quốc ấy, nhưng người ta làm ăn rất là phồn thịnh ở bên này. Chứ không như người Việt Nam đâu, cứ đấu đá nhau tối ngày rồi cầm cờ đi biểu tình. Biểu tình cái gì? Rồi người nào làm ăn rồi được một tí là nó đe dọa rồi nó tới nó biểu tình. Bây giờ không, bọn ở bên này hết cái trò đấy rồi, bên Úc hết cái trò đấy rồi. Đốt kho xe công an Biên Hòa, xít nổ sân bay Tân Sơn Nhất, khủng bố trụ sở Bình Thuận đó. Đó là những cái thằng mà bất mãn nó thu thập vào để nó làm ra cái trò đó. Tại vì nó bỏ tiền ra có bao nhiêu đâu, nhưng nó làm để cho nó đỡ ức thôi. Nó thù cộng sản ấy, chứ nó thương gì người Việt Nam đâu. Nó nghe Việt Nam có gì cái chúng nó vui mừng với nhau. Năm 79 ấy, Trung Quốc đánh Việt Nam ấy, nó reo hò chứ nó đâu có biểu tình đâu. Thằng nào đưa cái bằng chứng là năm 79 chúng mày cầm cờ ra chống Trung Quốc cho ta xem nào. Hả? Hay là chúng mày reo hò với nhau? Đâu có đứa nào nó chống Trung Quốc đâu. Nó bảo vệ Trung Quốc thì có. Nó bảo vệ Trung Quốc để cho Trung Quốc mang hàng hóa vào đây bán. Còn người Việt Nam mình ai mà quan hệ bắt tay với Cộng sản, bắt tay với Việt Nam làm ăn là bắt đầu nó đến nó cầm cờ trước cửa tiệm nó biểu tình. Đúng không? Thế nhưng mà bây giờ Thủ tướng Úc này, Tổng thống Mỹ này bắt tay với Cộng sản, có cái thằng chó nào dám ho he không? Người à, người cộng sản khôn ngoan làm lắm, đúng rồi. Lý do tại sao ngày xưa người người miền Bắc bắt được bọn Mỹ, người ta muốn phang cho vài cái cuốc vào đầu á, người ta căm thù đến tột độ. Nhưng mà người miền Bắc người ta không cho ai động vào những cái người đấy mà bảo vệ những cái bọn mà phi công này kia cái thứ bị bắt. Cái đó là một cái chính trị rất là hay của người người Việt Nam, của người cộng sản, đúng không? Cái đó là một cái hoạt động về chính trị rất là hay, chứ đâu ngu như cái bọn bọn ở bên này đâu. Ngồi nói chuyện với cộng sản cũng không dám nói, nhìn thấy cái cờ cũng gào ầm lên run sợ. Thế thì làm ăn lấy gì? Khi người ta đã gọi là muốn đa đảng thì phải có đủ loại đảng, đúng không? Thì mình phải có cái tư cách, mình phải có cái gì, cái nhận thức và cái hiểu biết để lý luận, để ngồi để lý luận với những cái người đó. Mình phải làm sao bình tĩnh trước mặt kẻ thù của mình, thế mới gọi là siêu cao thủ, hiểu chưa? Chứ đâu như bọn ba cái bọn cộng đồng ấy, ai nói chuyện với cộng sản cái thằng đấy nó ngồi chung với cộng sản này kia cái thứ, không cho ai được được gần cộng sản hết. Chúng nó mỗi một người mà đi vào sinh hoạt cộng đồng nó làm như là người ta phải đi theo hết chúng nó, phải nghe theo hết chúng nó, nói theo nó. Thấy không? Con nấm sang đấy vừa nói một cái nó nói đúng chứ không phải nói sai, nhưng mà không đúng ý của bọn cộng đồng là nó gầm rú lên. Chào bác Nguyễn Loan. Mấy thằng già bên đảo trên bảo dưới không nghe nữa mà chống với trả chiến, cãi nhau loạn xì ngầu lên này suốt ngày, thằng nó móc thằng kia này kia các thứ rồi chia nhau không đều rồi bôi nhau ra, lôi nhau ra, chửi nhau. Ok, Lê Sa nói đến đây thôi. Chuẩn bị đi chơi. Bác chào Ngọc Hiếu, chào tất cả mọi người nhé, và chúc tất cả mọi người một năm mới vui vẻ hạnh phúc. Và cũng chúc cái gì những người đá bóng ấy, vận động viên ấy, là vui vẻ. Vừa rồi xem rất là hay, trận bóng rất là hay, mà
cái người Nhật người ta thắng được một quả như thế cũng không có được cái gì là vinh dự cả. Tại vì bị phạt mà đứng ở giữa cái sát vào cái gôn đấy để mà đá vào trong thì đâu có cái gì là làm vinh dự với cái trận thắng đó đâu, đúng không? Người Việt Nam mình đá cực hay, cực hay. Nên sao không thích xem đội đá bóng, nhưng mà xem cứ mỗi lần Việt Nam đá là mình phải thức mình xem. Con nói rất đúng. Cảm ơn bác Nguyễn Hoan nhé. Chào cả nhà. Chào Minh Nguyễn Minh. Ok, Lê Sả nói đến đây thôi. Và chúc một lần nữa chúc tất cả các bạn, các anh, các chị, cô, chú, bác luôn luôn khỏe mạnh. Khỏe mạnh là cái cần thiết nhất cho mỗi con người nhá. Chứ còn người ta có câu là cái gì? Lúc trẻ thì mình bán sức khỏe để lấy tiền, đến lúc già thì là bỏ tiền ra để mua sức khỏe. Cho nên các bạn, những ai mà còn trẻ đấy thì cũng cố gắng giữ gìn sức khỏe, đừng có rượu chè be bét nhè nhẹt ra rồi lúc bị làm sao rồi bệnh tật rồi khổ lắm, đúng không? Rồi cố gắng làm ăn phát tài, tiền vào như nước nhá. Ok, cổ vũ Nhật vô địch để nâng tầm Việt Nam. Đúng rồi, cũng đúng rồi, cũng tại vì mình khi mà mình thua người Nhật á thì mình cũng xứng đáng, tại vì người Nhật nó đá rất là hay, đúng không? Nó đá rất là hay, nó không phải là dạng dở. Nhưng mà mình thua Nhật thì là cái hay, chứ không như bọn ba que. Ba que mỗi lần nó nói một cái là nó nói là cộng sản thế này thế nọ thế trai rồi ngu rồi này kia cái kia, nó cứ đạp cộng sản xuống. Nhưng mà trong khi đó nó thua cộng sản thì có phải là nó càng đạp cộng sản xuống bao nhiêu thì nó lại càng nhỏ bé bấy nhiêu, các bạn biết không? Giống như bây giờ mình thua Nhật nhưng mà Nhật nó đá quá hay, nó là vô địch rồi, mà mình thua nó mà thua một cách vô lý, thua cái quả đấy thì Nhật nó chính bản thân người Nhật người ta cũng không có vui với cái quả thắng đó, đúng không? Ok, vậy đi nha các bạn. Rất lâu rồi mới thấy người hải ngoại không chống cộng, cảm ơn cô. Những cái người ở bên Úc này ít người người ta chống cộng, nó cũng có chứ không phải không, nhưng mà ít hơn ở bên Mỹ. Ok, bye bye.